Xin kính chào quý thầy cô. Rất nhiều thầy cô còn đang gặp khó khăn trong việc giao bài tập trực tuyến cho học sinh. Nền tảng olm.vn sẽ giúp các thầy cô thực hiện các thao tác giao bài, tạo học liệu, chấm bài và thống kê một cách hiệu quả với các thao tác đơn giản. Để giao bài được trên nền tảng olm, các thầy cô cần phải có tài khoản giáo viên và có các lớp học, trong đó có danh sách học sinh tương ứng. Cách đơn giản nhất để các thầy cô có thể giao bài cho học sinh đó là chọn học liệu có sẵn được biên soạn bởi Đại học Sư phạm Hà Nội trên OLM và giao cho học sinh. Ví dụ, tôi muốn giao cho học sinh một học liệu trong chương trình toán lớp 6. Ví dụ như tôi muốn giao video tương tác này cho học sinh, tôi sẽ nhấn vào video đó và tôi chọn giao bài. Tôi chọn các lớp mà tôi muốn giao, đặt thời hạn làm bài hoặc chọn không giới hạn và nhấn giao bài. Hệ thống đã báo đã giao bài cho lớp bạn chọn. Như vậy chúng ta đã giao bài thành công. Học sinh sau khi đăng nhập sẽ vào trang bài tập của mình và nhìn thấy ngay bài giao. Học sinh chỉ cần click vào và bắt đầu làm. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả. Cách thứ hai, thầy cô có sẵn các tài liệu của mình. Bây giờ muốn giao cho học sinh trên OLM thì làm như thế nào? Phiếu bài tập của thầy cô có thể là phiếu bài tập trắc nghiệm hoặc tự luận. Đầu tiên, nếu thầy cô có phiếu bài tập trắc nghiệm ở trong trang giáo viên của thầy cô, chỉ cần nhấn vào nút học liệu ở đây. Đây chính là kho học liệu của các thầy cô. Thầy cô chỉ cần chọn tạo học liệu và đề thi trắc nghiệm từ file PDF hoặc Word. Khi vào giao diện tạo đề thi, các thầy cô chỉ cần chọn tệp và chọn đúng đề cần giao cho học sinh. Lúc này các thầy cô đã upload xong file đề thi. Công việc tiếp theo chúng ta cần phải nhập đáp án. Các thầy cô có thể thêm lần lượt từng câu các đáp án, hoặc đơn giản hơn, bấm import đáp án ở đây và chúng ta chỉ cần copy sẵn file đáp án. Rồi dán vào ô nhập chuỗi đáp án ở đây. Khi này hệ thống đã tự động nhập đáp án của đề thi. Thầy cô đặt thời điểm làm bài và các tùy chọn phù hợp, sau đó nhấn lưu đề thi. Lúc này khi xem nội dung, chúng ta đã được một đề thi như thế này. Đề ở bên trái và phiếu trả lời trắc nghiệm ở bên phải. Học sinh sẽ chọn các phương án. Khi học sinh nộp bài, hệ thống sẽ tự động chấm theo đáp án thầy cô đã nhập ở phía trước. Với bài tập tự luận, các thao tác tạo đề thi hoàn toàn tương tự. Thầy cô sẽ chọn đề thi tự luận, chấm trực tiếp lên bài. Ở đây hệ thống cũng cho phép thầy cô chọn file bài tập có sẵn của mình. Chọn bài chúng ta muốn giao cho học sinh. Cô chọn các tùy chọn phù hợp. Đặt thời gian làm bài. Nếu thời gian làm bài thầy cô để là 0, thì sẽ không giới hạn thời gian làm bài của học sinh. Còn nếu thầy cô muốn giới hạn đề này học sinh làm trong 120 phút chẳng hạn, thì các thầy cô điền 120, học sinh sẽ chỉ có 120 phút để làm bài. Học sinh khi đăng nhập sẽ vào giao diện bài tập được giao. Với bài tự luận, học sinh có thể gõ trực tiếp câu trả lời hoặc có thể chọn file ảnh, hoặc có thể chụp ảnh để gửi file lên. Tiếp theo, thầy cô đã có một đề thi ở dạng file Word mà muốn đề thi của các học sinh, các câu hỏi sẽ được trộn, các đáp án cũng được đảo vị trí. Và mỗi học sinh sẽ nhận được một mã đề khác nhau. Đề thi thông minh của OLM sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu này và còn nhiều chức năng nâng cao khác. Chỉ cần chọn dạng học liệu, đề thi thông minh. Khi này các thầy cô sẽ nhìn thấy nút import từ file Word. Cô chỉ cần bấm vào và chọn file Word đề thi đã được chuẩn hóa.
hệ thống tự động đã nhập tất cả các câu hỏi trong đề. Sau khi rà soát và chỉnh sửa lại các lỗi có thể có, các thầy cô lưu câu hỏi. Lúc này, khi xem thử, các thầy cô có thể thấy đề thi file Word của chúng ta đã được chuyển thành đề thi thông minh của OLM. Các câu hỏi đã được trộn, các phương án trả lời cũng được đảo vị trí. Mỗi học sinh sẽ có một mã đề khác nhau. Như vậy, đề thi sẽ rất phù hợp cho việc kiểm tra đánh giá định kỳ. Đó là một vài thao tác đơn giản các thầy cô có thể giao bài cho học sinh. Giao bài sử dụng học liệu có sẵn của Đại học Sư phạm Hà Nội trên OLM hoặc tạo học liệu đơn giản từ học liệu có sẵn của các thầy cô. Sau khi đã giao bài cho học sinh, làm sao các thầy cô có thể chấm các bài đã giao? Với bài thi trắc nghiệm, hệ thống đã tự động chấm điểm và thống kê cho các thầy cô. Còn với bài tự luận, các thầy cô có thể chấm trực tiếp bài của học sinh bằng các công cụ chấm bài trực quan trên OLM. Học sinh đã làm và nộp bài sẽ hiện danh sách bài làm ở đây. Hoặc có thể bấm vào nút danh sách bài làm và chấm bài sẽ hiển thị ra danh sách các học sinh đã làm bài và nhấn vào nút chấm bài. Hệ thống sẽ có các công cụ trực quan cho các thầy cô chấm bài. Các thầy cô có thể cho điểm và nhận xét. Sau khi chấm xong, thầy cô chỉ cần lưu điểm. Và khi học sinh xem bài làm của mình, sẽ nhìn thấy được bài chấm của giáo viên một cách trực quan như thế này. Để thống kê được bài làm của học sinh với các bài đã được giao, các thầy cô có thể nhấn vào nút bài đã giao và chọn xem. Hoặc có thể vào lớp mà các thầy cô muốn xem thống kê của lớp đó và chọn giao bài. Thầy cô tìm đến bài mà các thầy cô đã giao. Có thể tải về file Excel thống kê chi tiết bài làm học sinh. Một khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học đó là kiểm tra đánh giá. OLM cung cấp các công cụ rất hữu ích cho việc kiểm tra đánh giá, không chỉ trong phạm vi lớp học mà có thể sử dụng trên phạm vi toàn trường với các học liệu đề thi, đó là đề thi thông minh hoặc đề thi tự luận. Nhà trường có thể tạo các dạng đề thi phù hợp ở tất cả các môn và tiến hành giao bài cho các lớp ở trong trường. Sau khi thi xong, nhà trường có thể phân công các giáo viên vào chấm bài thi tự luận. Và sau khi hoàn thành công tác chấm bài, việc thống kê bài thi của học sinh cũng rất đơn giản. Thầy cô chỉ cần nhấn vào nút danh sách bài làm và chấm bài ở đây. Và nhà trường có thể tải về danh sách tổng hợp của tất cả các lớp cũng như chi tiết từng lớp. Các đề thi trên OLM đều có các chức năng nâng cao để hạn chế gian lận của học sinh, tăng tính khách quan của bài thi một cách tối đa. Như vậy, với nền tảng OLM, thầy cô có thể giao bài, tạo học liệu phong phú với các thao tác đơn giản, tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ và chấm bài, thống kê một cách chi tiết.